Vâng, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Go. Thì hôm nay mình không ở trong studio của mình nữa, mà mình đang ở một nơi... Đây, mình đang ở trung tâm bảo hành. Thì trong tháng tới này mình sẽ giới thiệu các bạn đến một series liên quan đến những vấn đề sửa chữa. Thì ok, hôm nay thì mình có một sản phẩm khá là hay. Và bây giờ mình sẽ bay vào đây. Đây, đây là một hộp gan. Tuy nhiên thì ở bên trong này có một thứ rất là đặc biệt. Thì ngay trong video này mình sẽ mở ra cho bạn xem. Đây thực ra không phải là hộp gan đâu các bạn ạ, mà đây đó là một hộp đựng. Ông ơi, tôi mượn con dao vậy. Ok anh em, xin lỗi là vài mất chủ trạc kỹ thuật. Thì ở trong này, đây là một hộp bưu kiện mà khách hàng bên Tokyo gửi cho bọn mình. Thì ở trong này khách có ghi là có 3 viên pin Mavic 2 Pro bị phồng. Ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn, chia sẻ đến các bạn một cái quy trình là chúng ta sẽ sửa chữa viên pin bị phồng này như thế nào. Thì đây, mình đang có 3 viên pin. Anh khách này rất là cẩn thận các bạn ạ, bọc rất nhiều giấy. Đấy, cuốn rất kỹ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào việc tháo và sửa chữa nó thôi. Let's go. Ok, vậy là sau đó là quá trình mà bọn mình đã cho các bạn xem là cái quy trình mà thay cái cell pin của chiếc Mavic 2 Pro là như thế nào. Thì đây, đây là thành quả. Thì các bạn đã nhìn thấy là viên pin nó không bị phồng nữa. Yeah, không bị phồng nữa nhá. Và nhưng mà chưa hết, bây giờ thì bọn mình sẽ phải là cắm vào một phần mềm để có thể kiểm tra được cái pin này xem mà nó hoạt động ổn định hay không. Thì đây, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu.
Ok, và đây chính là cái phần mềm kiểm tra pin này. Đây như các bạn nhìn thấy, thông số của pin nó đang hiện ra đây. Đó. Nhưng mà tuy nhiên ấy, ở cái phần mềm này thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái đó chính là cái số lần sạc ở đây này và cái ngày. Và bây giờ thì bọn mình sẽ reset cái này lại trở thành số lần sạc là 0, và cũng như cái ngày này là sẽ là ngày sửa hôm nay, là ngày 1 tháng 7 năm 2021. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ. Ok, vậy là bọn mình đã hoàn thành xong cái chu trình là thay cái cell pin của Hi Pro. Thì tuy nhiên có một bước cuối cùng rất là quan trọng, đó chính là test xem viên pin này có hoạt động ok hay không. Thì ở đây mình đang có một chiếc Hi Pro rồi, và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem là viên pin này hoạt động như thế nào nhá. Đây cũng sẽ là đoạn cuối của clip rồi. Vậy nên là nếu như anh em muốn xem thêm bọn mình sửa chữa và thay thế những cái linh kiện gì của trên chiếc Flycam thì có thể để lại bình luận phía dưới, bọn mình sẽ cố gắng thực hiện. Anh em đừng quên để lại cho Tokyo Go một like, anh em một share nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.